bà Đặng Thị Mão, trú tại khu 11 phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, năm nay đã ngoài 70 tuổi. Chiếc điện thoại cục gạch này bao năm nay gắn bó với bà. Nhỏ gọn, âm lượng lớn và bàn phím to rất dễ bấm số là những tính năng rất phù hợp với những người cao tuổi như bà Mão. Tuy nhiên tới đây, khi thực hiện lộ trình tắt sóng 2G của Bộ Thông tin và Truyền thông, chiếc điện thoại này của bà sẽ không thể sử dụng được nữa. Điều này không chỉ là nỗi lo lắng của bà Mão mà là của nhiều người dân, nhất là những người cao tuổi như bà. Bởi khi chuyển sang dùng điện thoại thông minh, thay vì bấm các phím, thao tác chỉ là chấm và lướt lên lướt xuống, phải tiếp cận với công nghệ mới khiến bà không tránh khỏi lúng túng, có những lúc không biết làm sao để nghe được cuộc gọi. Hôm nay, bà Mão đã được nhân viên của nhà mạng Viettel đến tận nhà trực tiếp tư vấn chuyển SIM 2G và hướng dẫn cách sử dụng các tính năng của smartphone. Tuổi già thì chúng tôi dùng cái máy này thì nó dễ tiện, thì chúng tôi dùng điện thoại thông minh thì chúng tôi già rồi không quen, thì thôi mình cố gắng để cho còn gặp con cái nói chuyện cho nó vui vẻ. Theo lộ trình, tháng 9 năm 2024, Việt Nam sẽ hoàn toàn tắt sóng 2G nhằm hỗ trợ tối đa cho nhân dân trên địa bàn, đảm bảo việc thông tin liên lạc của người dân được thông suốt. Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí đã triển khai kế hoạch chiến dịch 90 ngày đêm, chuyển đổi hoàn thành 100% thuê bao đang sử dụng SIM điện thoại công nghệ 2G lên SIM 4G và điện thoại hỗ trợ công nghệ 4G chất lượng cao tương ứng. Thực hiện kế hoạch của thành phố, các nhà mạng trên địa bàn đã và đang xúc tiến triển khai phương án hỗ trợ chuyển đổi tối ưu và thực hiện quyền của người tiêu dùng, không để ai bị bỏ lại phía sau. Viettel, nhà mạng chiếm 60% thị phần trên địa bàn thành phố Uông Bí, đang tích cực phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn vướng mắc của người dân, đảm bảo mục tiêu của kế hoạch đề ra. Viettel đã thực hiện phối hợp với chính quyền địa phương các xã phường và triển khai hỗ trợ chuyển đổi số 4G đến từng người dân tại các nhà văn hóa thôn khu. Viettel sẽ thực hiện hỗ trợ xong trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. Viettel Uông Bí cũng đã thực hiện tuyên truyền trên cái fanpage của Viettel Uông Bí, phát thanh tại các cái loa đài của từng nhà văn hóa thôn khu đến người dân trên địa bàn. Và Viettel Uông Bí thì cũng có một đội ngũ hàng ngày thực hiện happy call đến khách hàng mà chưa được hỗ trợ trực tiếp tại nhà cho khách hàng. Các chính sách mà dành cho khách hàng chuyển đổi 4G thì là khách hàng sẽ được chuyển đổi SIM miễn phí, có hỗ trợ giảm giá máy đến 40%. Ngoài ra thì còn có các cái món quà bằng hiện vật đến khách hàng nữa. Khách hàng khi chuyển đổi lên các thiết bị hỗ trợ thoại chất lượng cao smartphone và SIM 4G tương ứng, ngoài việc duy trì kết nối liên lạc, nghe gọi khi tắt sóng 2G, còn được hưởng các chính sách hỗ trợ chuyển đổi của các nhà mạng viễn thông. Cụ thể, nhà mạng Viettel sẽ hỗ trợ miễn phí khi đổi SIM 4G, miễn phí trải nghiệm sử dụng data 4G và sau khi đổi SIM thành công, miễn phí gói data 4ST 304G, 7GB trên 7 ngày, miễn phí 12 tháng sử dụng TV 360. Khách hàng dùng máy 2G, 3G khi mua máy 4G sẽ được ưu đãi giảm giá. Bên cạnh đó, Viettel cũng áp dụng chính sách hỗ trợ đối với tổ chuyển đổi số cộng đồng. Chúng tôi đến đây thứ nhất là chuẩn hóa thông tin chính chủ cho các bác hộ dân đấy giờ chưa được chính chủ sang thẻ căn cước mới. Thứ nhất, thứ hai là chuyển đổi những SIM từ 2G sang 4G. Ở đây thì các bác tiếp thu rất là nhanh và cũng là rất là dễ hiểu, cũng giải thích là các bác đã hiểu được luôn. Tôi đến đây như thế là được các cô như thế là giới thiệu cho được chuyển sang như thế là SIM 4G thì tôi thấy dùng thoải mái, mà tôi gọi cho các con tôi cũng được tốt hơn, mà tôi thấy dùng cũng được. Cùng với Viettel, nhà mạng Vinaphone cũng có chính sách ưu đãi đối với khách hàng đang sử dụng SIM 2G, 3G như được đổi SIM 4G miễn phí và được tặng 100GB data để trải nghiệm dịch vụ Internet tốc độ cao trong thời hạn 1 tháng kể từ khi chuyển đổi thành công. Tôi được nhà mạng hỗ trợ chuyển đổi sang SIM 4G nên là dùng được rất là nhiều tiện ích, xem hình ảnh và tra cứu những thông tin trên mạng rất là tiện lợi. Hiện kế hoạch chiến dịch 90 ngày đêm chuyển đổi hoàn thành 100% thuê bao đang sử dụng SIM 2G lên SIM 4G đang được thành phố Uông Bí đẩy nhanh tiến độ nước rút của giai đoạn 2, gồm 60 ngày đêm từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 18 tháng 7 năm 2024. Đồng thời tập trung triển khai diện rộng trên toàn thành phố và rà soát các trường hợp còn lại tại các phường xã theo lịch trình của Sở Thông tin và Truyền thông. Bên cạnh sự chủ động của các nhà mạng, thành phố cũng chỉ đạo triển khai công tác hỗ trợ người dân chuyển đổi SIM và máy điện thoại 2G lên SIM 4G và máy smartphone, hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng trong triển khai chuyển đổi SIM và máy, đồng thời chủ trì phối hợp thanh kiểm tra nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu, nhập lậu các dòng máy 2G, 4G không đúng quy định vào thành phố.